Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa thứ Tư ngày 3 tháng 5. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa đi thăm làm việc tại huyện đảo Trường Sa năm 2023 đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, huyện Cam Lâm. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang dẫn đầu đoàn công tác. Đoàn đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc. Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa có 66 thành viên, gồm lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban ngành, huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp, cùng hơn 200 thành viên đến từ nhiều đoàn công tác khác trên cả nước. Chuyến công tác dự kiến diễn ra trong một tuần. Sau lễ dâng hương, các thành viên được quán triệt, phổ biến các nội dung, lịch trình tham gia công tác. Chiều nay, đoàn công tác sẽ xuất phát đi thăm, làm việc, tặng quà, động viên quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Phần tin kinh tế. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 4 năm nay ước đạt hơn 1.250 tỷ đồng. Như vậy, trong 4 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước hơn 5.358 tỷ đồng, bằng 34,69% dự toán và giảm 15,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 750 tỷ đồng, bằng 37,78% và giảm 53,83%. Thu nội địa hơn 4.600 tỷ đồng, bằng 34,24%, giảm 2,41%. Trong tổng thu nội địa, 4 tháng đầu năm nay có 9 khoản thu tăng như thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế gấp 2,03 lần, thu sổ số kiến thiết tăng 30,1%, thu các ngân sách tăng 24,59%, thu phí và lệ phí tăng 14,45%, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 13,78%. 7 khoản thu giảm gồm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giảm 68,02%, thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản giảm 62,18%, thu thuế bảo vệ môi trường giảm 56,92%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 45,28%, thu lệ phí trước bạ giảm 28,35%, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 25,54%, thu thuế thu nhập cá nhân giảm 11,75%. Một khoản thu ổn định là thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo từ Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa, việc tăng trưởng kinh tế ở thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh trong những tháng đầu năm nay không như kỳ vọng, do đó đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do đơn vị quản lý. Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa sẽ tăng cường thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế giao. Những tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do Chi cục Thuế Bắc Khánh Hòa quản lý triển khai trong bối cảnh tương đối khó khăn. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn còn thấp, thiếu tính ổn định, từ đó ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách quý 1 2023. Theo đó, thu từ khu vực doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh đạt 90,4%, thuế thu nhập cá nhân đạt 69,2%, thu lệ phí trước bạ đạt 78,2% dự toán quý. Nguyên nhân là doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hoạt động chuyển nhượng bất động sản diễn ra chưa nhiều, dẫn đến các khoản thu thuế chưa đạt như kỳ vọng. Đối với người nông dân lại là một cái áp lực lớn, chi phí đầu vào tăng. Từ chỗ đó là khi họ giảm bớt cái diện tích canh tác đi, thì này là ảnh hưởng lớn đến đời sống nông dân. Tuy là trong cái giai đoạn tăng giá đó, đối với doanh nghiệp việc cảm nhận là có lãi, nhưng mà cái sức bền của việc mà thu lãi đó thì hoàn toàn là không có bền. Đầu năm 2023 đến nay á, thì công ty có những cái khách hàng mà đang sử dụng dịch vụ á, để trong đó trong cái số đó thì có một số khách hàng để giải thể rồi tạm dừng doanh nghiệp đó, rồi một số doanh nghiệp thì hiện vẫn đang hoạt động nhưng mà lại là hoạt động với cái tình trạng là duy trì đó, không có doanh thu, không phát sinh doanh thu, dẫn tới cái việc là không có nguồn thu nhập, nó ảnh hưởng rất lớn tới cái việc mà chi trả cái chi phí cho dịch vụ của bên đại lý thuế.
một số khoản thu lớn lâu nay của địa phương đều chưa đạt được kế hoạch, dẫn đến tình hình quản lý thu ngân sách nhà nước quý 1/2023 trên địa bàn chưa đạt dự toán giao. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch có lượng khách hàng giảm. Một số doanh nghiệp có phát sinh số kê khai nhưng chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước do tâm lý chờ chính sách miễn giảm, gia hạn nộp thuế của chính phủ, dẫn đến việc phát sinh nợ thuế. Đặc biệt, khoản thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản sụt giảm lớn so với cùng kỳ năm trước do thị trường chuyển nhượng bất động sản trầm lắng, số lượng giao dịch giảm và giá trị mỗi giao dịch không bằng cùng kỳ năm trước. Trước những khó khăn trên, ngành thuế cùng với chính quyền địa phương đã sớm triển khai các biện pháp đảm bảo thu ngân sách, trong đó tập trung bám sát, theo dõi, phân tích các khoản thu theo từng tháng, từng địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền vận động và thu hồi nợ thuế bằng nhiều biện pháp. Lâu nay bà con dân hộ kinh doanh thì đóng thuế trực tiếp tại đổ thuế, sau đó nhận biên lai. Thì bữa nay là triển khai thuế điện tử thì nói chung có những cái khó khăn nhất định. Thì tuy nhiên thì địa phương cũng để triển khai cho mặt trận, các đoàn thể, các tổ dân phố vừa tuyên truyền vận động các hộ dân để đóng thuế, vừa trực tiếp hướng dẫn các hộ cá nhân kinh doanh này đóng thuế về ứng dụng IT để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước, đặc biệt là các khoản nợ đóng thuế. Phân tích tình hình kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp cùng ngành nghề, cùng quy mô trên phạm vi toàn chi cục, cập nhật kịp thời thông tin bên ngoài liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh các biện pháp trên, Chi cục thuế khu vực Bắc Khánh Hòa sẽ phân tích tình hình kê khai nộp thuế của doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp cùng ngành nghề kinh doanh cùng quy mô trên phạm vi toàn chi cục, cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm xác định đúng mức độ rủi ro về thuế, đồng thời tổ chức đối thoại tại Chi cục thuế và tại Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã với doanh nghiệp có nợ thuế lớn, chây ì trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế, làm tốt các chuyên đề chống thất thu, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2023. Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đối với đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư mới được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Cục văn hướng dẫn vừa được Bộ Xây dựng ban hành gây nhiều chú ý với các quy định về điều kiện để được vay vốn xây nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Trong đó, đối với đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội đang được 4 ngân hàng thương mại nhà nước triển khai, gồm Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV. Mỗi ngân hàng sẽ giải ngân gói tín dụng trị giá 30.000 tỷ đồng. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Hiện tại, nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước đã thông báo nhận hồ sơ tổ chức xét tuyển sớm bằng các phương thức như là xét học bạ của học sinh ở cấp trung học phổ thông, xét chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tổ chức kỳ thi riêng, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và sự thống nhất chung về lịch trình tuyển sinh trong toàn hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả xét tuyển sớm cho thí sinh chậm nhất là vào 17 giờ ngày 8 tháng 7. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, các trường phổ thông tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến. Cùng thời gian này, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức cho thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp. Sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh tự do sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua Internet tại địa chỉ thisinh.thitotnghiep.trunghocphothong.edu.vn. Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ hôm nay, người dân đi máy bay có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID để làm thủ tục lên máy bay thay cho căn cước công dân. Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để làm thủ tục lên máy bay. Quy định này nêu rõ, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động giao dịch điện tử có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. Ứng dụng định danh điện tử VNEID do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an Việt Nam phát triển, cung cấp các tiện ích trực tuyến cho người dân trên môi trường điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, được nhà nước giao làm chủ rừng, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã tích cực triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng ngay khi bước vào mùa nắng nóng. Tuy nhiên, để khai thác tốt lợi thế của loại hình du lịch sinh thái dưới tán rừng, đòi hỏi các đơn vị này cần chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng ngừa cháy rừng. Để hạn chế nguy cơ cháy rừng khi vào mùa hanh khô năm nay, Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Doanh nghiệp đã thành lập một tổ phòng cháy chữa cháy rừng với hơn 50 thành viên, được đào tạo bài bản về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Doanh nghiệp này hiện đang được nhà nước giao quản lý rừng và kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng tại khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay thuộc xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ được giao quản lý là 16,3 hectare. Đây là rừng thuần loài, cấu trúc đơn giản, chủ yếu trồng keo, thực bì dưới tán rừng phần lớn là cỏ, lau và cây bụi. Chúng ta thấy là cái mùa khô cũng như là các cái nguy cơ về cái lớp tầng lá khô ở dưới đất như thế này thì cũng là một cái nguy cơ lớn. Thế nhưng mà tôi tin rằng với cái công tác tuyên truyền cũng như là cái công tác huấn luyện của khu nghỉ dành cho anh chị em nhân viên thì chúng tôi sẽ hạn chế đến mức tối đa nhất về cái nguy cơ này. Và liên tục là chúng tôi có các cái phương án để mà xử lý ngay những cái nguy cơ có thể xảy ra. Hàng năm địa phương đều phối hợp với khu nghỉ có những cái xây dựng các cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời thì kết hợp kiểm tra việc quản lý khai thác rừng về phòng chống săn bắt động vật hoang dã. Qua đó thì giúp cho địa phương cũng như khu nghỉ bảo vệ, có cái phương án bảo vệ tốt hơn về công tác phòng cháy cháy rừng. Hiện nay tại khu vực rừng Hòn Hèo, xã Ninh Vân và các khu nghỉ dưỡng trong vịnh Ninh Vân nổi lên tình trạng săn bắt thú rừng trái phép, thường xuyên có các nhóm đi phượt, leo núi kết hợp du lịch dã ngoại, khám phá thiên nhiên hoang dã. Theo nhận định của cơ quan chức năng, những hoạt động này rất khó kiểm soát, nhiều khả năng có sử dụng lửa trong rừng. Do đó, Hạt Kiểm Lâm Ninh Hòa yêu cầu các doanh nghiệp được giao làm chủ rừng cần tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện các hoạt động du lịch tự phát tại những khu vực tiếp giáp với rừng, ngăn ngừa sớm các nguy cơ xảy ra cháy rừng. Có kế hoạch trang bị thêm các cái dụng cụ phòng cháy chữa cháy và có cái kế hoạch phân bổ đều trải khắp hơn nữa các cái khu vực mà trọng điểm xảy ra cháy rừng của khu nghỉ mát để khi có cái phát hiện cái đám cháy thì có cái phương tiện cơ động hơn tại cái khu vực này để nhanh chóng dập tắt kịp thời cái đám cháy khi mà xảy ra cháy lan. Bên cạnh đó thì đề nghị khu nghỉ mát là có kế hoạch tuyên truyền đối với du khách để nhận thức, để các du khách mà có cái nhận thức sâu và xa hơn nữa đối với cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng. Trên địa bàn thị xã Ninh Hòa hiện có 6 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch quản lý các khu nghỉ dưỡng dưới tán rừng, trong đó có 3 đơn vị được nhà nước cho thuê đất thuê rừng với tổng diện tích trên 300 hectare tại các khu vực như suối Hoa Lan thuộc xã Ninh Phú và xã Ninh Phước, khu du lịch Ba Hồ xã Ninh Ích và khu nghỉ mát Six Senses xã Ninh Vân. Đây là các khu vực rừng đã được quy hoạch làm rừng phòng hộ đầu nguồn, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo về an ninh quốc phòng. Chính vì thế, các doanh nghiệp được giao làm chủ rừng cần kết hợp tốt việc kinh doanh với trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng bền vững. Thông tin và hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Khánh Hòa trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày hôm nay thì ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Tây, khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Tại Nam Bộ thì nắng ở miền Tây giảm nhưng duy trì ở miền Đông. Và sau đây là cụ thể thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong ngày dao động từ 21 cho đến 35 độ.
Phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất trong ngày khoảng 23 độ và cao nhất là 33 độ. Ở khu vực trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có mây ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong ngày và đêm dao động từ 23 cho đến 35 độ. Trời có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, là hình thế thời tiết cho các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này khoảng 24 độ và cao nhất có nơi trên 34 độ. Ở khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ ngày và đêm dao động từ 20 cho đến 35 độ. Ở khu vực có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thưa quý vị, nắng nóng vẫn tiếp diễn ở khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay với nhiệt độ cao nhất là 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.